Đây là quăng tiếp à? Rồi. Chết rồi, có cá to rồi. Đấy. Đấy chỗ ngoài chỗ đằng sau chuồng lợn đấy. Mọi hôm thì anh ý cho đổ cám cái đâm được ngay, hôm nay kiểu nó trầu giờ này chắc là nó khó hơn. Mè 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 danh mè danh. Đây không còn lá. Lúc khi thì là chép mọi người to lắm. Bướm tường gạch. Chưa chưa. Ủa, được ấy. Ủa, giữa mệt rồi. Đâu phi. Dạ. Không được con rô đồng, không được con rô đầu vuông nào, toàn trôi con đấy cả rô phi thôi. Nó lẩn ra ngoài hết rồi. Mấy một chút hết đây luôn. Vâng vâng. Để đấy này nâng nâng áo. Để cái bên mé thuyền này. Để đấy cái động cái con cá nó nhảy cái bắn ngao. Để em lấy. Cá rô này nướng ăn tạm rồi. Ngon lắm, rô ngon, nước sạch. Woo!